các cây đất và khe kẽ này và các cái logo nó sẽ bán vàng rất là nhiều. Vâng. Đấy, nếu mà vậy thì nếu như cái xe mới này mà mình rửa đúng theo cái quy trình này thì nó sẽ mới được, giữ được cả cái khe này nó mới luôn. Rồi. Và hai nữa là khi mà với những cái xe cũ ấy mà khi mà anh đây là bên mình sẽ rửa cả những cái khe như thế này. Đây, tức là đúng không ạ? Rửa như thế này. Vâng. Thế thì cái này ấy, thì ở Việt Nam mình thì vẫn là cái quan điểm rửa xe như thế nào cho nó đúng, cho nó sạch. Thì ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ tiếp. Hôm trước thì mình đã chia sẻ một cái điểm ở khu Trung Văn, đấy là gần khu văn phòng. Còn ngày hôm nay thì mình lại chia sẻ tiếp cái điểm mình hay rửa, bởi vì nó gần nhà mình. Đấy, đường đi lối lại nó cũng thuận tiện. Thì đây là cái gì nhỉ? Rửa xe Nhật Bản. Cái chỗ này là thực ra là mình cũng tình cờ, bởi vì nó đối diện cái tòa nhà Hyundai Hill State. Có một vài mình có thường xuyên có việc ở đây. Đấy, thế tình cờ là khám phá ra. Thế thì tại sao mà chúng ta nên chọn những cái điểm xe đủ tốt? Còn tốt đến bao nhiêu thì quan điểm cá nhân của mỗi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình rửa chiếc xe như thế này. Chiếc này thì bởi vì hôm trước vừa mới rửa, nó không quá bẩn. Nhưng mà chiếc xe này là của bạn mình cũng phải đánh như đây để cho trải nghiệm thật luôn. Thì chiếc xe này tương đối bẩn, để sau đấy mọi người có thể so sánh được. Hầu hết là cuối tuần thì mình cũng hay mang những chiếc xe của mình, kể cả chiếc E300, thậm chí có thể cả E46 và những chiếc xe như thế này qua đây. Thời gian rửa thì bởi vì là có những xe đang rửa, thế cho nên mình phải chờ nó, đôi khi phải lên đến cả tiếng thì cũng xếp hàng thôi, tinh thần là như vậy. Em ơi, đâu nhở? Vâng, anh ơi, cho rửa luôn em ơi. Đây, anh cứ bình thường thôi. Vâng. Mình chơi kiểu không màu mè hoa Mỹ. Vâng. Đây. Vâng, ông chủ nhưng mà sẵn sàng là đi ủng ra là trực tiếp luôn này. Vâng, thì nói chung là ở đây thì là anh em nào cũng phải biết làm cả. Chuẩn anh ạ. Vâng. Mình thì là mình ở đây thứ nhất là mình nếu mà mình làm quản lý vâng. thì mình lại càng phải biết nghề. Rồi. Và vì thì cái vấn đề là để mình kiểm soát được công việc. Từ từ nhá, em hỏi anh một chút. Đây. Em rất thắc mắc nhá. Vâng. Xe Nhật chăm sóc bằng hóa chất Nhật. Vâng. Em là xe Hàn, thi thoảng em còn mang con E300 là xe Đức sang đây. Vâng. Thì có hóa chất của Đức với hóa chất của Hàn không? À, thì thế nó ý nghĩa thật ra thì thế này. À. Cái câu này thì mình cũng hiểu là khách hàng sẽ thắc mắc cái đó. Vâng. Là vì ở Việt Nam mình thì xe Đức, xe Hàn, xe và xe Anh rồi xe một số nước rồi. Khác cũng rất là nhiều. Vâng. Ngoài xe Nhật ra. Rồi rồi. Thế nhưng mà ở đây ý mình muốn nói là các cái xe, khi mà xe người Nhật mà đã chấp nhận được cái hóa chất này thì tất cả những cái xe khác thì mình nghĩ là sẽ chấp nhận được cái việc sử dụng cái hóa chất này để làm xe anh, của mình. Vâng, anh em mình cũng tình cờ thôi, nhưng mà thực ra vào đây mình rất thích là một cái là thứ nhất là qua bước sơ chế, chút nữa mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình. Vâng. À, cái thứ hai là sau đấy mới xe như được massage ấy. Vâng. Xe được massage đúng tinh thần omotenashi của người Nhật. Dạ, vâng. Thứ ba là có những cái cầu này. Dạ, vâng. Em đi rửa xe em rất thích có cái cầu nâng lên. Dạ, vâng. Đó, để xịt cái gầm. Vâng. Gầm đấy. Đấy là khi cái xe mình đổ vào thì vâng. cái mặt này mình sẽ lưng lên thì vào cái này mình sẽ đỡ vào cái bụng vâng. cái bánh xe rồi. Của cái xe. Thế sau đó thì là mình sẽ rửa được toàn bộ cái phần gầm. Rồi. Ngoài ra thì ví dụ như chẳng hạn như là mình ngoài cái rửa gầm ra, khi mà mình muốn sơn phủ gầm hoặc là chăm sóc cái phần à, gầm cũng làm được toàn đúng. Bộ tháo được cái la răng ra hết. Mình tẩy hố gầm và sơn phủ lại toàn bộ gầm được hết. Rồi. Là dùng cái cầu này, cái mặt này cầu làm được cái việc đấy. Ok, anh cho triển khai giúp em cái để mọi người có thể hình dung cái quá trình. Đầu tiên là thường thì theo mình hiểu nhá, mình không am hiểu về kỹ thuật rửa xe chuyên sâu lắm, nhưng mà vào đây chiếc xe sẽ được phủ một cái lớp hóa chất này. Dạ đúng ạ. Mà không có lau mà để nó kéo cái lớp bụi xuống đúng không anh? Dạ đúng ạ, đúng ạ. Anh hiểu rồi, đúng. Thì đầu tiên ấy là với cái tình trạng xe thì thứ nhất là cái nếu mà những cái xe mà nó sạch như cái xe chiếc Kia bên này á vâng. thì là mình sẽ chủ yếu là làm cái phần hốc lốp. Vâng. Mình sẽ cho một lớp bọt tuyết vào hốc lốp và viền quanh xe. Rồi. Thế thì còn những cái xe như là bẩn những cái Hyundai bên này ấy vâng. thì là mình sẽ áo luôn từ trên xuống dưới. Thì anh cũng biết là như cái hóa chất ấy thì là cái tác dụng của hóa chất là nó để tạo ra những cái phản ứng. Rồi. Vậy thì khi xe mình có cái lớp bùn khoáng ở trên xe này này rồi. Thì nó sẽ tạo ra những cái phản ứng là hóa học để mà có thể tách được cái vết bẩn đấy ra. Vâng. Giống như mình hay gọi là làm mềm đấy.
Rồi rồi rồi. Mình đặt quần áo ấy, mình phải có xà phòng vào để cho nó nhanh sạch hơn. Và như vậy thì khi mình cái quy trình làm xe ấy, thì mục tiêu làm xe là phải làm sao cái xe nó phải sạch. Thứ hai xe nó đẹp được lâu dài. Rồi. Tức là khi mình rửa cái xe sau một năm cái nước sơn nó vẫn bóng mà nó không có hạn chế xước. Vâng, thì như vậy thì nó giữ được cái xe của khách là được đẹp được lâu dài. Em rửa chiếc xe đầu tiên là chiếc E300 tình cờ hôm em đưa người nhà qua Hillstead. Đấy. Thế em chui vào em rửa và 3 ngày sau nó vẫn còn bóng. Dạ vâng. Thế mình bảo ok, thế thì anh em mình phải giới thiệu cho mọi người biết. Đấy, thì tiếp thì là cái em nói tiếp mà cái phần này là nó có cái hay như này là cái quy trình ấy. Vâng. Thì khi anh đi cái xe thường ấy, thông thường thì nó sẽ bẩn từ cái phần lườn này trở xuống. Rồi, bẩn nhiều nhất. Đúng rồi, là bẩn nhiều nhất. Vâng. Thế nên do đó là mình sẽ có thêm một cái hóa chất để mình cho vào đây để làm mềm ra, để khi mình rửa ấy, với cái máy áp lực, nếu mà ví dụ như cái xe mà cái bùn khoáng nó cứng như thế này, đúng không ạ? Anh xịt ở đây thì với cái áp lực mạnh như thế thì cái khả năng cũng tạo xước là nó sẽ có. Ấy. Do đó là khi mình làm với bẩn mình xịt nên nó sẽ trôi nhanh hơn và nó giảm được cái xước đi. Đấy thì nó mới giữ được cái xe nó đẹp lâu dài nữa. Có lần em đi rửa xe bị xước nhẹ sơn cái. Dạ. Em bỏ luôn. Dạ, đấy là cái gọi là mình cái quy trình của mình nó khác biệt mà rất nhiều điểm. Chăm nghe không bằng một thấy. Ngay bây giờ mọi người có thể cùng mình trải nghiệm thực tế nhé. Bước đầu tiên ấy, như lúc anh nói thì chủ yếu là mình cái xe này mình sẽ làm cái phần dưới này thôi. Vâng. À mà tội gì em cũng trải nghiệm với anh luôn. Vâng. Ví dụ chiếc xe này sạch chỉ cần phủ ở dưới thôi đúng không? Để cho nó tách cái vết bẩn này ra. Rồi. Sau đó mình mới xịt nước vào. Rồi. Thì nó sẽ đấy như lúc nãy mình chia sẻ là để khi mà mình xịt thẳng vào thì nó cái cát bụi nó sẽ cứng hơn thì nó cũng là một cái nguyên nhân để nó làm cái xe nó có khả năng gây xước. Nên rồi. Như vậy để mình muốn là rửa cái xe nó giữ được sạch và đẹp lâu dài đấy anh. Vâng. Dạ. Thì mình sẽ làm qua thêm một cái công đoạn này nữa. À, với cái xe của mình như này, mặc dù nó rất là sạch, thế nhưng mà có thể những có những cái côn trùng nó chết, nó bám ở trên bề mặt này. Vâng. Thì nếu như mà mình rửa thông thường ấy, thì nó sẽ rất là khó sạch. Rồi. Và nếu mà không thì mình phải kỳ cọ rất là mạnh vào cái điểm này, thì nó cũng gây, nó cũng không tốt vâng, cho xe. Vâng, vâng. Do đó thì bên Nhật thì cũng có cái hóa chất mà chuyên để xử lý cái việc này. Tức là khi mình xịt lên đây, khi mình rửa xe mình xịt lên trên này. Đó. À đấy. Vâng, mình xịt vào cái xác các côn trùng này trước khi mình rửa nhá. Rồi. Đấy, để nó cũng để làm cho cái xác côn trùng này nó tự tan ra. Nó tự tan. Và lát nữa mình rửa nhẹ cái là nó sạch. Vâng. Đấy, là anh sẽ thấy là cái này anh sẽ để nó khoảng 30 giây gì đó là nó sẽ tự mềm ra luôn đó. Rồi. Dạ. Hồi bữa em có qua Đức. Dạ. Em đi với bạn em thế là bên Đức cũng nhiều hóa chất hay. Vâng. Thế là cũng có những cái xử lý những cái như này này. Vâng, đúng nó rồi. Xịt nó khoảng để khoảng 30 giây đến vâng. khoảng 60 giây gì đấy. Vâng, đúng rồi. Sau đấy mình rửa lại cái là nó sạch. Lại có một cái loại giấy riêng. Dạ đúng rồi. Đấy. Thì đúng là nó có cái xử lý bước này riêng. Nhưng mà nếu mà làm theo đúng quy trình như thế thì vâng. ở Việt Nam mình nó thời gian lâu thì khách thường không chờ được nên là mình sẽ xử lý tổng hợp luôn. Đúng rồi. Với cũng cái chất lượng nó cũng tương đương thôi. Vâng. Ạ. Thế là cái mình cũng muốn chia sẻ thêm là có đầy đủ cái việc. Chiếc xe 7 chỗ này mình thường rửa và mức giá ở đây là 100.000 là mình trả trực tiếp. Đấy, nhưng mà trên bảng giá đang ghi 120, mọi người nhớ nhé, bảng giá ghi cao nhưng mà trả thực tế lại thấp. Còn sedan thì trả thực tế như chiếc E300 là 80.000. Rồi chút nữa thì chúng ta sẽ biết là chất lượng rửa như thế nào. Dạ. Đây là điểm gần nhà. Em thì em cứ chọn thôi. Dạ. Ví dụ là cắt tóc thì mình cũng phải chọn quán vài quán. Dạ, dạ rồi. Thế hôm thì... trước chỉ cho ông Hùng 30 size qua đây cầm con BMW sang đấy. À thế à. Có phản hồi luôn à. Thế à. Có phản hồi luôn. À vâng. Chỉ cho anh luôn. Vâng. Mình dùng cái gì hay là phải chia sẻ cho mọi người. Vâng. Bùi Quang Hùng. Đây. Vâng. À, lọ mọ tận đây làm kỹ thật sự mà có 80k. Yêu thật anh à. À vâng, cảm ơn. Cảm đấy, đúng không? Dạ, có trung bình luôn đây luôn. Dạ, đấy. Vâng, cảm ơn anh Hùng. Thật. Dạ. À, bây giờ là bây giờ là mình sẽ đến cái công đoạn là bắt đầu mình sẽ xả nước làm trước con chiếc xe bên này nhá. Đó, làm song song luôn được không anh? À làm song song được. Mình làm song song luôn. Làm song song được. Sơn ơi. Cho hai người làm cùng đi được không? Sơn ơi. Làm xe bên này cho anh. Xịt cái xe bên này. Đấy. Xe bên này thì mình sẽ xịt hóa chất toàn bộ luôn nhá, vì xe bên này nó sẽ bẩn hơn rất nhiều. Nó đấy. Có một cái câu chuyện như này. Dạ. Ngồi đây em thường phải chờ mất một tiếng bởi vì do mình phải chờ nữa. Dạ đúng ạ. Thế mà vợ về bảo chờ vợ 15 phút đi chợ thì kêu. Dạ. Mà chờ cái xe cả tiếng thì chả thấy kêu. Thì nhiều lúc cũng thông cảm là cái quy trình thật ra rửa xe thì như này thì đối với mình thì khoảng mất từ tùy theo xe sạch xe bẩn thì khoảng là trung bình là 30 đến 40 phút trên một xe thôi. Vâng. Thế nhưng mà cái có thể là cái mình thời phải gian xếp hàng ấy, hơi mất thời gian một chút xíu. Dạ.
Ở đây có cả làm may thảm sàn này, detail này, spa này, phủ nano trong này nhiều hết. Quay song song luôn. Anh thấy xe em rửa ở đâu không? Anh cứ xịt nước là tự nó trôi. Vâng, mình cũng có công nghệ đó luôn ạ. Đấy, em cứ rửa là... Tức là lát nữa đến cái quy trình vào bên làm bên trong ấy. Vâng. Thì là bên mình sẽ ngoài sau khi là bọt tuyết rửa sơn xong. Thì nó sẽ cái khi cái bọt tuyết mà anh thấy tại sao cái xe anh trước rửa 3 ngày mà nó vẫn còn bóng. Vâng. Bởi vì cái bọt tuyết ở đây là bọt tuyết là chuyên cái dung dịch chuyên dùng để rửa xe dành cho sơn. Nó vừa tạo bóng, nó vừa dưỡng được sơn luôn anh ạ. Đấy, đúng không? Thế sau đó thì là mình sẽ có một cái lớp là chống bám nước. Và nó sẽ khi mà chống bám bụi và khi mà mình rửa xong thì nó sẽ tạo ngay hiệu ứng. Lát nữa anh sẽ quay được cái đó luôn. Ok, đấy. Đây. Đây này là một chiếc xe bẩn hơn. Chú ơi. Làm ở góc độ là quay rửa thật và quay thật thời gian nó là bao nhiêu, nó chính là cái thời lượng của video. Cho nên mọi người cố gắng là xem và đừng có tôi anh em thì sẽ thấy được chi tiết từng cái công đoạn một. Bởi vì là mình rất muốn làm cái tình huống thực tế thế này, không có cả set up đánh bóng bẩy toàn cái khu này làm gì cả, mà mình đến trải nghiệm thật như thế nào thì nó là như thế. Đứng đây này, đứng ở trong quay ra. Đây là một cái rửa xe tương đối là thông thường. Còn nếu mà bạn làm các dịch vụ spa rồi chăm sóc thì có cái khu bên trong kia thì sẽ phải cần nhiều thời gian hơn.
đây anh Hùng. Thì mình làm sơ bước 1 thì anh đã gần như thấy là không còn cái vết của các cái con côn trùng nó bám nữa rồi. Rồi, bước vừa rồi gọi là sơ chế đúng không đúng anh? Đúng ạ, đúng ạ. Vâng. Thì bây giờ là anh sẽ thấy gần như là không còn cái vết của côn trùng nữa rồi. Rồi. Đúng ạ, đây anh có thể nhìn đây. Trên chỗ này nó còn một chút xíu là bây giờ mình vào mình rửa nhẹ là đây, sẽ đi. Đây, đấy, 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 anh đây nó tự tan rồi đấy. Tự tan rồi. Đấy ạ, đấy ạ. Rồi. Mình không cần phải xịt quá mạnh đúng không ạ? Đấy. Là bây giờ mình rửa bình thường là nó xong hết rồi. Đấy, thì nó tiết kiệm thời gian cho khách hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Bởi vì cái này là quy trình rửa xe thông thường hàng ngày. Dạ đúng mình ạ. Cũng không thể ngồi tới 3 4 5 tiếng để chờ dạ, một chiếc xe được. Dạ đúng ạ. Đấy. Vâng. Ok, anh tiếp tục giúp em để cho mọi người thấy. Thiêm ơi, làm đi Thiêm. Làm đi, làm bình đi. Cứ làm bình thường thôi em. Hôm nay thì không cần xịt gầm bởi vì xe này còn chưa đi chỗ nào bẩn cả. À, vâng. Dạ được ạ. Thì đến bây giờ mình sẽ mà ở đây có cả rửa máy các kiểu đúng không anh? Dạ đủ hết ạ. Đủ hết? Đủ hết ạ. Để đến lúc nào em cầm một vài xe máy nó bẩn qua rửa. Dạ được ạ. Ông anh cứ qua. Thì bây giờ là mình sẽ đến cái công đoạn là ví dụ chẳng hạn đối với cái xe thông thường mình sẽ thấy là khi mình rửa cái bước này vào là sẽ xịt cái cả xà bông rửa xe lên thân xe luôn. Vâng. Rồi mình xoa. Thế nhưng mà như vậy thì cái những cái xe sẽ đi lâu ngày á mà ấy thì là sẽ bám các cái đất và khe kẽ này và các cái logo nó sẽ bám vàng rất là nhiều. Vâng. Đấy nếu mà vậy thì nếu như cái xe mới này mà mình rửa đúng theo cái quy trình này thì nó sẽ mới được giữ được cả cái khe này nó mới luôn. Rồi. Và hai nữa là khi mà với những cái xe cũ ấy mà khi mà anh đây là bên mình sẽ rửa cả những cái khe như thế này. Đây, tức là đúng không ạ? Đấy. Đúng không ạ? Rửa như thế này. Vâng. Thế thì cái này ấy, thì ở Việt Nam mình thì rất nhiều người thắc mắc tại sao lại phải rửa như thế. Vâng. Thế thì ở đây ấy, nó có một cái là cái câu chuyện là nếu mà mình khi mà mình đi ấy, thì cái cát này và mình nó sẽ kèm vào đây này. Đúng không ạ? Nó sẽ đọng ở đây. Vâng. Và lâu ngày ấy, nó sẽ tạo cái bờ rất là cứng và anh sẽ thấy những cái xe cũ ấy, nó hay xước cứng ở đây. Anh đi làm xe nhiều chắc anh biết. Vâng. Đúng không ạ? Thì đấy là cái nguyên nhân mình không rửa thiếu công đoạn. Đấy, đây là một trong công đoạn chuẩn đúng không? Dạ đúng cái này ấy, nó không chỉ là kêu kẹt kẹt mà nếu mà lâu ngày mà nó bị lên xuống ấy nó chết cái motor bên trong này này. Dạ đúng. Nó dạ. Chết cái motor. Dạ, nó cũng nặng thêm nó nặng thêm. Đấy thì là đây là mình sẽ làm cái rửa cái bước này nó để có tác dụng như vậy. Vâng. Và lúc đấy những cái bước đây nó sẽ giữ được sạch luôn cái xe của mình tất đó. Cả từ khe kẽ tất cả nó rồi. Sẽ giữ được cái xe mình nó mới toàn diện luôn ạ. Đấy. Ôi em đi rửa xe là kỹ lắm. Vâng. Mình phải chọn cái điểm quen cũng như các cái nhà hàng mà mình biết ấy. Dạ. Với cả một cái kinh nghiệm nữa là ví dụ như mình chọn những cái điểm rửa xe mình nắm rõ, ví dụ xe mình để ở ngoài kia ai cầm chìa khóa đánh vào là mình cũng phải biết rằng người đấy đã có kinh nghiệm lái xe rồi. Dạ. Bởi vì hàng trăm cái xe bây giờ mỗi xe điều khiển một kiểu. Dạ vâng ạ. Và nhiều tình huống là cũng toang là bởi vì là thiếu kinh nghiệm đấy. Dạ vâng ạ. Thì đấy là cái lý do mà mình phải chọn cái điểm mà đây anh sẽ thấy là ví dụ như cái điểm này anh thấy là nếu mà xe đi lâu ngày nó sẽ đóng vàng ở đây rất là nhiều anh ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế mình nếu mà mình không rửa, còn cái xe của anh mà mới như này anh cứ rửa ở đây thế này vâng. Thì không bao giờ nó bị cái lỗi. Đúng rồi. Thì cứ một tuần thì tùy theo điều kiện mưa mình các rửa cái logo này như thế ạ. Đây vâng. Bây giờ nó mới như này. Rồi. Nếu mà mình không rửa thì sao lâu ngày nó cứ đóng. Đây dần dần rồi. Nó sẽ vàng, nó rất là xấu các cái khe này. Vâng. Nhìn nó sẽ rất là xấu ạ. Đấy, với cả các cái đấy những cái logo lại thế. Đấy. Tức là sau khi mà sơ chế xong rồi, dạ. Đấy thì mình sẽ rửa chi tiết trước. Đúng rồi, đấy, rửa chi tiết và mình sẽ làm cái phần ở phía dưới trước. Vâng. Tức là lốp, hốc lốp và cái phần càng bệ. Tức là trước. Mình làm phần dưới trước. Đúng rồi. Phần bẩn nhiều nhất. Đúng rồi, cái phần quy trình đó, tại vì là khi cái này nếu tùy theo cái thời tiết thì nếu mà mình rửa thì tuyệt đối là không nên để cái hóa chất nó khô trên bề mặt. Rồi. Dạ. Thì do đó là mình sẽ làm từ cái phần dưới hiểu. Sau đó nếu có đông người thì mình sẽ làm luôn từ trên, tức là kết hợp các cái quy trình rồi. Rằng nếu mà ít người thì mình sẽ làm tức là hóa chất thì nó cũng chắc định tẩy rửa mình không nên để hóa chất nó khô. Đúng rồi, không nên để khô trên bề mặt vâng. Nhưng cái hóa chất tốt thì không nó sẽ không hại sơn vâng. Nhưng mà có những cái hóa chất mà nó kém chất lượng anh thì nó sẽ làm ố sơn anh ạ. Vâng. Đấy, nếu mà mình để khô vâng. Và nó sẽ bị ố sơn. Bình thường cũng chỉ qua ngồi ngắm thôi. Vâng ạ. Hôm nay có anh giải thích thì có thêm các cái thông tin dạ, để vâng. chia sẻ tới mọi người. Vâng. Thì thật ra thì khi mà mình làm nghề ấy, thì mình phải thứ nhất là mình phải càng am hiểu cái nghề của mình làm. Đúng rồi. Thì càng tốt.
thì ngoài cái việc mà mình làm chủ thì mình phải định hướng được cái công việc của mình. Và tức từ là, đấy là đưa qua quy trình đào tạo đúng không? Và chuẩn hóa các quy trình. Đúng rồi. Thứ hai nữa là mình sẽ phải là làm sao để kiểm soát được cái chất lượng của công việc. Vâng. Tức là chất lượng đầu ra hay làm sao cái xe ra phải giao cho khách hàng với cái chất lượng nó tốt nhất. Vâng. Khi anh em cứ làm bình thường anh, lùi xe vào. À chìa khóa, anh em cho mượn cái chìa khóa xe bên đấy. Rồi. Chìa khóa đâu nhỉ? Yến ơi! Đưa cái chìa khóa, ném chìa khóa lên xe. À đây đây. Đấy, thì khi mà mình rửa như này, nếu mà bên cái xe đời mới bây giờ anh thấy là người ta sẽ chế tạo những cái này rất là cầu kỳ, cầu kỳ. Nó đẹp, nó đẹp hơn, nhưng mà chính cái việc đẹp này nó cũng dẫn đến là cái việc chăm sóc xe mình nó cũng khó hơn ạ. Dạ. Và nó mất thời gian hơn ạ. Rửa xe đời cổ nào. Quẹt xong phát là bùn biết còn nguyên trong này. Dạ đúng ạ. Em là em không chấp nhận những cái việc như thế. Đấy. Năm là cũng tối thiểu cho em nó đi spa một lần. Vâng. Đấy. Sạch sẽ. Đấy thì như vậy thì cái công đoạn này nó sẽ mất thời gian hơn nhiều, nhưng mà nó sẽ giữ được cái xe của mình nó sẽ đẹp lâu. Vâng, vâng. Lâu dài hơn. Thì đây là cái quy trình bất kỳ xe nào đến rửa. Dạ, đây cũng là quy trình vậy. Đúng rồi. Quy trình rửa thông thường ở đây. Quy trình rửa thông thường. Chứ cũng không phải là vì hôm nay làm chương trình mới là rửa như thế này đâu. À không ạ, xe nào bất kỳ hôm nào xe nào đều phải rửa. Vâng, xe nào đến đây cũng phải rửa như thế này ạ. Đây là không có phải là vì làm chương trình đâu anh ạ. Vâng. Thực ra với các cái công nghệ rửa xe phát triển bây giờ thì đặc biệt là các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh thì có rất nhiều điểm. Có những cái công nghệ, mỗi bên đều có những cái công nghệ riêng và bí kíp riêng. Thì đấy, như mình chia sẻ rồi, mình sẽ thường chọn ra những cái điểm mà nó phù hợp với cái quãng đường di chuyển và cái công việc của mình hàng ngày. Và từ đấy mình thiết lập lên một cái gọi là cái mạng lưới đi mà mình hay sử dụng. Như vậy thì mình sẽ biết được nắm toàn bộ lịch sử rửa xe hay như thế nào. Cũng như việc mình bảo dưỡng cái xe ở hãng chẳng hạn. Đấy, hoặc là sửa những chiếc xe đã qua sử dụng, ví dụ như hết thời gian bảo hành rồi thì mình hoàn toàn có thể chọn theo những cái bạn bè mình làm, thì cái lịch sử nó luôn luôn lưu lại và rất rõ ràng. Cũng như vậy thôi à. Ngoài ra thì nếu mà mình chọn được các cái điểm trước ấy thì mình sẽ không mất thời gian đi tìm. Như vậy mình sẽ tiết kiệm được các cái thời gian để mình làm cho những cái công việc khác, và hiệu quả công việc nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. À, thì bây giờ là đến cái công đoạn là bây giờ mình mới đến cái công đoạn là mình sẽ làm cái xà bông. Vâng. Trên xe là cái xà bông chuyên rửa xe. Vâng. Thì cái xà bông này ấy, thì mình dùng trên cái này là chuyên cho sơn. Vâng. Do đó là cái độ pH nó bằng 7. Độ pH là 7. Vâng, nó giống như những các cái xà bông tắm, các cái đồ mà mình dùng cho người mình được luôn ấy. Vâng. Nên là anh sẽ thấy ở đây là không có ai đeo găng tay để làm cả. Và cái này mình sẽ trực tiếp mình xịt lên. Em cứ nghĩ là đấy, nhiều có nghĩa là cái hóa chất này là đã thân thiện với găng tay. À xin lỗi, thân thiện với tay. Đấy ạ. Đây. Thế này là anh cứ để đây, thậm chí là anh Hùng cứ để đây từ giờ đến trưa xem nó có vấn đề gì không nhá. Nó cũng mát chứ. Dạ không. Được. Mà nó còn thơm nữa anh. Đây, chiếc xe kia cũng đang được rất nhiều anh. Thì bây giờ là mình sẽ để đến cái công đoạn mà mình sẽ phun cái bọt tuyết lên ha, dung dịch rửa xe. Vâng. Người ta gọi là hay gọi là bọt tuyết đấy anh. Thì phun này thì mình sẽ phun lên một lượt. Làm sao cho nó đều cái thân xe này được ạ. Vâng. Đấy. Để tí nữa mình xem có bị rát tay hay không. Dạ vâng, anh em để rất nhạy cảm với các loại nước. Ví dụ dạ vâng, bơi bể bơi mà cũng như bể bơi, em phải chọn cái bể bơi mà mình không bị rát nước. À vâng ạ. Bởi vì họ bao giờ bể bơi cũng phải xử lý mà. Vâng vâng, thì đây anh cứ để đây nhá. Đấy, mình cũng đấy, để mình cũng làm trực tiếp, anh em làm hàng ngày đấy. Đây tay chân thì nó bảo sao mấy lần em đến mà tại sao anh em ở đây không dùng găng tay. Vâng. Mình cũng hơi thắc mắc. Vâng vâng, đến một cái công đoạn nữa thì nó cũng giữ cho mình cái xe được mình nó đẹp ấy. Vâng. Nó lâu dài ấy. Thì vâng, đây là tất cả những cái bông để rửa xe, dành cho rửa xe này là cái bông lông cừu. Lông cừu. Vâng, đây là lông cừu thật, còn đây là lông cừu nhân tạo. À đây là lông cừu nhân tạo. Vâng. Hai cái nó khác nhau, anh Sở sẽ thấy nó khác nhau đấy. Đúng ạ.
Thế thì ở đây cái này thì... trông nó sơ hơn này. Và đúng rồi, nó giúp cái này thì tại sao phải dùng cái bông lông cừu này để rửa cái thân xe? Vâng. Lý do là thế này, khi mà cái mình xịt ấy thì không bao giờ nó hết được các cát mịn ở trên xe. Anh làm xe nhiều chắc anh biết. Vâng. Đúng không ạ? Và nếu mà mình dùng cái rẻ nó quá cứng mà nó trà sát lên trên này thì nó xước nó sơn. Sẽ cũng tạo ra cái nguy cơ để xước cái sơn xe. Vâng. Do đó khi mà mình dùng cái mặt này ấy, êm mịn như này, mình xoa lên xe như này, cách rất là nhẹ nhàng như này. Vâng. Đấy, thì anh sẽ thấy rằng là nếu mà còn cát mịn thì nó sẽ chui lên chết các cái lông như thế này. À, và tức là nó khác cái khăn ở cái việc là nó kéo ẩn vào phía trong. Dạ đúng rồi. Rồi. Và nếu còn thì vậy thì nó sẽ ẩn vào phía trong và nó không trà sát lên trên rồi, đấy và rồi. Nó sẽ giữ được cái xe mình nó lộ xước hơn, và, đẹp hơn. Và sau đó thì cứ mà có một cái xô nước sạch như này thì mình lại phải thả vào đây để mình giặt cái khăn. Và hai nữa là khi mình xong mình phải thả vào đây. Thì anh thấy cái xô nước này lúc nào nó cũng trong. Rồi. Nước nó phải trong. Rồi. Và nó không đục. Đây. Đúng không ạ? Đây ạ. Đấy, nước mà đục là phải thay ngay. Rồi. Để đảm bảo được cái khăn nó sạch. Rồi. Thế thì rồi anh sẽ thấy là sẽ cái cát mịn theo tự trọng ấy nó sẽ rớt xuống đáy xô. Hiểu. Và đấy, thì nó sẽ giữ được cái khăn mình nó sạch. Và lúc đó mình rửa các cái xe khác nó sẽ tiếp tục được cái đó. Rồi. Vâng. Đây là thế thì anh thấy sẽ thấy là đấy rửa xe nó rất là cầu kỳ như thế đấy. Chứ không phải là như kiểu như rất nhiều nhiều người mình nghĩ. Là rửa đâu cũng giống ở chỗ nào ạ. Cuối tuần là thú vui của em là không vướng việc gì là mang xe đi rửa mà. Vâng ạ. Thế thì lúc này anh sẽ nhìn thấy là cái lúc mình làm cái phần gầm thì mình sẽ làm đến cái mép này thôi. Vâng. Và cái căn này thì chỉ để dành rửa trên thân xe. Đúng không ạ? Không để không rửa xuống dưới. Không rửa xuống dưới. Vì hai cái này, vì anh lúc đấy giải thích cho anh rồi, cái phần này là xe nó rất bẩn. Vâng. Do đó nếu mà cát mịn rất là nhiều mà mình dùng hai cái khăn mà trà từ trên xuống dưới là cái hư xe của mình nó sẽ xước rồi. Rất là nhanh ạ. À. Đấy thì anh sẽ thấy nhá, tại sao đây là khi mà mình trà cái khăn này không bao giờ nó sẽ vào được các khe này, nó chỉ nằm trên bề mặt này. Đúng thôi. Rồi, nó chỉ nên nằm bên... là mình phải rửa các cái khe kẽ đó trước, sau đó mình mới trà bề mặt này. Đúng thì rồi. Cái xe nó mới giữ được, nó mới sạch được đến những cái từng chi tiết nhỏ. Làm này vợ ghen chết. Bạn gái ghen chết. Và ở đây thì nếu như mà mình trường hợp mà mình rửa hai người ấy, anh sẽ thấy là cái quy trình nó sẽ chuẩn luôn là sẽ một lửa xe. Đúng rồi, chia đôi ra. Vâng, hoặc là chia đều như vậy thì khi anh em mà đi vào để hợp nhau một cái là xong cái xe. Xong cái phần này. Còn không thì mình sẽ một lửa xe, mình cứ làm một lửa vì tay mình với cái chiều cao trung bình của người Việt Nam mình ấy là tại sao người ta tính toán cái quy trình của Nhật ấy, họ tính toán rất là kỹ. Thế khi mình với như này, cái chiều cao trung bình đến là của người Việt Nam thì khi giới với vào cái xe này thì nó sẽ được khoảng 50% cái thân xe. Rồi. Và mình sẽ đi như thế này. Vâng, và mình sẽ như thế vậy thì là sẽ vừa. Như vậy khi mình từ đây một lửa mà mình quay ra đằng sau đến kết thúc tại điểm đó luôn. Rồi, tức là mình đi đúng một round là thành đúng cái rồi, xe. Đúng còn rồi. Nếu mà hai ông hai cùng người từ là, đây bắt đầu là đụng nhau là lúc nào đụng nhau là xong. Là xong. Dạ đúng rồi. Rồi, đấy cái tiết kiệm thời gian mà. Dạ vâng đúng ạ. Và đây nữa thì có những cái là anh sẽ thấy đây là có đầy, mình sẽ có đầy đủ những cái dụng cụ để mình làm. Như thường ấy là nếu mình làm trên cao, một là mình sẽ bỏ qua cái lóc, thường là hay bị bỏ qua. Rồi. Thứ hai nên là mình sẽ phải treo lên xe của khách thì cái hình ảnh nó cũng không được đẹp lắm. Đây đây kiểu mở ra đứng lên đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ có cái ghế này mình đứng lên và mình rửa phần trên cao. Rồi này. Rồi. Vâng, rất là tiện ạ. Đây bình thường đứng như này. Đúng ạ, đúng ạ. Bình thường giống như anh phải treo lên đấy treo để mới lên, đấy. Đấy, ví dụ như là mình trà những cái lóc, thường cái lóc nó sẽ rất là bẩn thì mình lên là rửa qua cái khăn này một lần. Vâng. Trước khi mình làm sang vị trí khác. Vâng. Hoặc là nếu mà ấy thì mình thường là mình sẽ rửa riêng cái phần này riêng. Rồi. Sau đó là mình sẽ rửa phần lóc, nhưng mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em biết là để mình sẽ làm từng công đoạn và mình sẽ giới thiệu thôi. Vâng. Chủ yếu là để anh em khác họ làm. Vâng vâng. Để cho ok để cho cái khán giả của mình họ hiểu hơn về cái quy trình. Đấy chiếc xe kia thì đã tươm tươm rồi. Dạ vâng. Cũng nhanh thôi. Để mình gọi chủ xe vào để xem qua cái bước sơ chế xem đã nhìn đã thấy yêu được chưa. Yến ơi. Đây xong hết rồi. Vào đây, vào đây. Vào đây. Rồi, ok. À, bây giờ anh Hùng sẽ sang một cái công đoạn tiếp theo nhá. Vâng. Thì bây giờ là em đây là mình sẽ dùng cái này.
Rồi. À, dùng cái máy này là máy gì anh? Dạ đây rồi, bây giờ đây là cái khác biệt nữa của cái quy trình công nghệ Nhật đấy ạ. Vâng. Thì bình thường ấy, em xả bên kia đi. Em sẽ đem cái xả bên kia đi để anh đứng bên này. Bình thường ấy là mình sẽ phải dùng, anh sẽ thấy là dùng cái máy áp như ở ngoài xả rất là mạnh. Rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây là cái quy trình công nghệ Nhật thì mình không xả khi mà đúng cái kiểu đó. Vâng. Tại vì sao vậy? Vì người Nhật người ta tính toán thế này. Tức là với cái lúc đầu cái xe nó rất là bẩn thì mình cần phải áp lực mạnh để mình đẩy cái đất cát đi. Vâng. Và khi cái xe nó vào đây thì là mình đã rất là, xe nó rất là sạch rồi. Vâng. Nó chỉ còn cái bọt tuyết ở trên này thôi và vâng, mình chỉ cần nước là nó trôi cái bọt tuyết đi là nó sạch. Giống vâng, như anh đi thấy cảm thấy như bữa đầu tiên ấy, cảm rồi, giác như spa xe vậy đó. Rồi rồi. Thì bây giờ anh sẽ thấy là cái quy, thì hai nữa là về cái sức người khi anh dùng cái máy kia nó cầm ấy là rất là mỏi tay vì áp lực nó mạnh, nó phản lực lại. Nó làm cho cái người mà là rửa xe ấy rất là mệt mỏi. Vâng. Nếu mà làm với thời gian dài. Vâng. Và thậm chí phải cái người có sức khỏe thì có thể trụ được. Rồi. Dạ thì về cái thứ ba nữa là về một cái lợi ích về kinh tế nữa. Thế là nó bớt nước đi. Dạ không. Nó ngoài cái chuyện bớt nước thì mình chưa tính toán đến. Vâng. Cái lợi thế về kinh tế đầu tiên là với cái tiền điện. À, điện một cái máy như thế này là anh biết là cái máy áp lực đó là chạy 5,5 kW. Vâng. Nhưng anh sẽ thấy đây cả dàn bơm, bốn cái bơm như này, bốn cái vòi như này rửa để xả xe như này. Nó chỉ có 250W thôi ạ. Vâng, 250W. Vâng. Giọt nước mềm. Vâng. Đấy và anh sẽ thấy đây nó sẽ xả rất là nhanh. Mình em nhìn cái kiểu cái xe mà được như tắm vòi hoa sen ấy, dạ, như tắm sen vòi kiểu như của Grohe rồi. Vâng. Là đây, thì anh, đấy là thuy thích rồi. Vâng, anh nhìn đây xả cũng rất là nhanh ạ. Vâng. Đấy. Anh và anh sẽ nhìn thấy là nó cũng rất là đây. Đấy, đấy. Mà giọt nước nó mềm đúng không? Dạ đúng ạ. Đấy thì như vậy thì anh sẽ thấy rằng là cái sơn xe của mình ấy nó càng tiếp xúc với ít lực nó càng tốt anh. Vâng. À, nói cho anh kể với anh câu chuyện này. Dạ. Càng ít lực. Hôm trước có ông là cũng lấy con này. Dạ. Không biết xịt ở đâu, bay vâng, nguyên một cái chữ G trong chữ signature. Dạ vâng, đấy. Tức là đấy là sự thật. Đấy nhá. Nên là khi mà tại vì cái quy trình của Nhật người ta đã tính toán rất là cẩn thận và người ta phải thực nghiệm trên thực tế. Anh cũng biết rồi, Nhật Bản là một cái đất nước về của kỷ luật. Vâng. Một cái đất nước của kỷ luật lao động. Vâng. Và một cái đất nước của cái danh dự trong công việc. Vâng. Thế do đó là khi bất kỳ người ta ra một cái sản phẩm, một cái dịch vụ gì đó thì người ta cũng đi tính toán những cái vấn đề về tất cả những cái lý do đó. Dạ. Để đảm bảo được cái lợi ích cho cái người sử dụng. Và chính vì vậy thì nó sẽ giữ được, tại sao được giữ được cái thương hiệu của nước Nhật trên toàn thế giới là thế. Omotenashi. Đây, hôm nay đây là cái xe của Yến hay đi hàng ngày. Đây mới qua sơ chế rồi đấy. Phát biểu cảm tưởng đến nay là lãi quả rửa xe đấy nhá. Là lãi quả rửa xe. Đây mới là sơ chế thôi. Thực ra ấy, cái quan trọng nhất của em ấy là hôm vừa rồi em về quê thì nó có rất nhiều cái siêu thân nó bán cái này này. Ừ. Mà em đã rửa mấy lần rồi. Không hết. Đều không hết, nó vẫn còn những cái vết đấy. Mà bây giờ em đang xem kiểm tra. Lúc đi chị chỉ cho Duy đó. Là hết rồi đây. Rất là khó hết được cái con siêu thân nó hết ở trên xe. Thích thế này. Sạch như thế này rồi mà vẫn chưa ấy ạ? À? Chưa, bây chưa giờ chưa, còn lâu. Cũng phải còn cơ số phút nữa. Đấy. Rửa một cái xe này lâu rồi. Cái này chút nữa là còn phải làm một lần. Bình thường chỉ 30 phút thôi nhưng mà sao cái này rửa lâu thế? Không, 30 phút đến 40 phút. Dạ. Này thông thường ấy là nếu mà làm theo quy trình bình thường một xe ấy, thì là sẽ là trung bình từ 3 đến 40 phút tùy theo cái xe nó sạch hay nó bẩn là mình sẽ làm rửa ngoài. Rồi là hút bộ nội thất và lau nội thất ở bên trong. Đấy là một cái quy trình hoàn thiện mà để mà rửa một cái xe. Vâng, thì là mình còn cái thường thì khách hàng đến đây sẽ chờ khoảng 60 phút. Tại vì là còn mất thời gian xe. Em xe cứ trung bình là cuối tuần là mất 60 phút ở đây. Vâng ạ. Ok, tiếp tục ạ. Vâng. Đấy là cái sau, bây giờ là mình xong cái công đoạn mà mình đã xả bọt tuyết rồi đấy. Vâng. Đấy, anh sẽ thấy nó giống như mình đi spa đây. Đấy. Nó rất là nhẹ nhàng. Và đây anh có thể kiểm chứng nếu anh muốn là bảo xịt cái, rất nhiều anh em là cho xịt cái này là không sạch được thì anh có thể kiểm chứng, anh có thể lấy cái giấy lấy khăn thì anh có thể lau ngay. Bây giờ mình chưa lau cái gì cả. Chưa lau cái gì đấy. Vâng. Vấn đề nó đã kéo nước xuống rồi. Vâng. Và đến một cái công đoạn nữa thì là để lấy cho anh cái chai chống bám nước. Đây ạ. Thì ở đây mình còn một cái công đoạn nữa là sau thường như thế này là mình sẽ lau xe luôn. Nhưng mà chỗ khác là như này là mình đã đến cái công đoạn lau xe rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ ở đây thì mình sẽ đến một cái công đoạn nữa là cái công đoạn mình sẽ làm bóng thân xe. Làm bóng thân xe. Đúng rồi ạ. Và nó sẽ khi mà mình rửa xe ở đây nhiều lần ấy vâng, thì anh sẽ thấy rằng là nó sẽ cái xe của em nó bóng lắm. Dạ vâng. Nó sẽ hạn chế được cái là anh sẽ bám bụi bám đất luôn, nó đi nó sẽ trượt. Đây thì mình sẽ thử được ngay cái hiệu ứng.
giữa cái mà mình có làm và cái không làm mình sẽ thử được ngay. Rồi. Anh sẽ nhìn thấy là nước nó trôi khác ngay ạ. Nó trôi nó dốc nước luôn đấy ạ. Đây, đây ạ. Tức là cái hiệu ứng đây này. Dạ, đâu giống như la lô mình phủ la lô đây. Đây, hiệu ứng đây. Đúng không ạ? Lúc nãy là nước đây nó trượt như à, nó có ai cả. Ôi rồi. Nó không sao. Nó trên bề mặt này luôn ạ. Vâng. Đúng không ạ? Còn mình làm cái này thì nó dốc nước luôn đấy ạ. Rồi. Đúng không ạ? Đấy nó khác nhau đấy. Lấy khăn lau qua. Và cái này ấy, nó làm rất là nhanh thôi, nó cũng không có tốn thời gian của khách nhiều. Nhanh mà mình xịt, bằng chi xịt xong mình sẽ xả lại thôi là xong anh ạ. Cái này rất đơn giản bởi vì làm được hàng ngày. Vâng. Đây là cái quy trình rửa xe hàng ngày ở đây chứ không phải là ấy đâu anh nhá. Ok. Đây rồi. Đây thì bây giờ là đến cái công đoạn lau xe. Thì ở thường ấy là mình sẽ thấy là các bạn ấy là hay dùng cái gạt. Thì gạt, anh thấy gạt ấy thì sẽ có những chỗ thì là mình sẽ gần dụng là cái gạt mưa hỏng. Và cái gạt mưa hỏng thì nó đã rất là mòn và xước rồi, nó cũng cái bề mặt nó sơ, cái cao su nó cũng đã chai rồi. Mà mình lại cào lên đây thì cái điều đó nó cũng có thể là tạo ra một cái nguy cơ xước cái sơn xe của mình. Đấy, mình thì dùng cái khăn này. Cái thứ hai nữa là có những cái chuẩn hơn thì cái lưỡi gạt đã được nhập khẩu từ những cái nước tiên tiến như là Đức hay là Mỹ. Thì cái đó là cái thanh gạt đó thì cũng rất là chuẩn, thì dùng cái đó thì rất là tốt. Thế còn cái phương pháp của bên mình ấy, thì là dùng khăn mềm toàn bộ. Rồi, khăn mềm. Làm trên bề mặt sơn xe. Rồi. Đó, lúc nào là cũng cứ hai người làm là theo chuẩn. Dạ, đúng rồi, nếu mà hai người làm là chuẩn. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn sẽ thắc mắc là nếu mà trường hợp mà có một mình thì anh lau làm sao được cái khăn to thì bắt buộc phải gấp lại. Vâng, thì lau như thế này ạ. Đó. Và mình sẽ làm một lửa giống như lúc nãy mình làm rồi, một tuyết. Rồi. Vâng, đấy thì mình sẽ làm một lửa một mình như này cũng rất rất là thoải mái. Cái này là chuyển giao từ người Nhật đấy. Dạ, vâng ạ. Nếu mà thật ra thì bên mình ấy là có là đại lý phân phối cái hóa chất, toàn bộ cái hóa chất này của Nhật này. Vâng, là ở Việt Nam. Vâng. Thế thì ở đây ấy là nếu mà không có dịch là các bác cái khoảng 3 tháng là các bác có mặt đây một lần. Tại vì thứ nhất là các bác kiểm tra. Sang để kiểm tra, kiểm soát mình. Rồi. Thứ hai nữa là các bác hỗ trợ mình trong cái việc mà đào tạo đại lý. Rồi. Tức là nếu như không ấy là các bác ấy sẽ đi đào tạo trực tiếp cho các đại lý của mình. Người Nhật cẩn thận đó. Vâng, rất là cẩn thận đấy ạ. Đấy, và anh sẽ thấy rằng là cái quy trình này nó sẽ nhanh hơn rất nhiều và nó hạn chế tối đa cái việc mà tạo ra cái nguy cơ mà xước trên cái thân xe của mình. Bởi vì mình làm rất là mềm mại và nhẹ nhàng như này thôi anh. Bản chân là sơn nó cũng đã khó xước rồi. Dạ đúng rồi ạ. Đấy, sơn bây giờ công nghệ sơn nó cũng khó xước. Vâng, nhưng mà mình sẽ giữ làm sao cái xe nó đẹp nhất có thể. Đúng rồi. Vâng. Vì người Nhật là người ta sản xuất ra cái xe này nên do đó người ta sẽ rất hiểu làm cái quy trình để làm ra cái làm xe nào để này trong như thế nào. Và hai nữa là như vậy thì người ta cũng đưa ra cái quy trình và các cái dụng cụ và các cái hóa chất để làm sao mà có thể giữ được cái xe của mình nó mới, nó đẹp được lâu dài. Tôi cứ lau đi em. Thôi được rồi, ok. Em cứ lau bình thường. À, anh Hùng ơi, ở đây mình nhờ tí, đây, còn cái phần này, đây. Thì anh sẽ thấy ở đây nữa, thì đây là mình cũng không có sắp xếp gì nhá. Thì mình sẽ... thường ngày thì ai mà ngồi là sắp xếp được, không cứ để sắp xếp như nào. Thì là đây là mình hoàn toàn tự nhiên nhá, tức là đây là mình cái quy trình lau thì nó như thế này. Rồi. Ngoài đầu tiên khi mình lau bằng cái khăn to đấy, sau đó thì mình sẽ sử dụng các cái khăn nhỏ như thế này. Vâng. Để mình lau cái phần nội thất, lau phần kính và lau cái phần sàn xe. Rồi. Thì ở đây được quy định là mỗi một cái khăn nó sẽ lau ở một vị trí riêng. Như vậy thì tại lúc nãy giải thích cho anh rồi, cái phần sàn xe nó cắt sẵn rất nhiều rồi. Thì mình phải dùng các cái khăn ví dụ như chẳng hạn khăn màu lâu như thế này để mình quy định mình sẽ lau ở dưới sàn xe. Rồi. Và cái khăn màu sáng như này thì mình có thể lau ở kính hoặc là ngoại thất nội thất thì tùy những cái khăn thì tùy mình lúc đó thôi. Và khi lau xong thì ở đây dùng là cứ mỗi một cái xe là một bộ khăn. Tức là cũng mỗi xe một bộ khăn. Đúng rồi, là 4 đến 5 khăn là phải bỏ xuống cái chậu dưới này đấy ạ. Rồi. Và khăn rồi. Anh thấy là tức là cái khăn này đã được là sạch, vệ sinh sạch hết rồi nè. Khăn này phải giặt bằng máy giặt. Giặt máy giặt xong rồi. Dạ, máy giặt thì mới để lên đây, còn khăn mà nó lau xong xe rồi thì mình phải để thế này. Mà đây anh sẽ thấy rằng là khăn lau xong xe rồi nó còn sạch như thế này đấy. Đấy thì là mình lại phải đem cái khăn này đi giặt lại. Hôm trước cũng giống như ông Tuấn Quang Bát ở trong Sài Gòn đấy, cứ mỗi xe là cũng một bộ khăn. Vâng, đúng ạ. Thuộc hàng siêu kỹ đấy. Đấy, nó là cái quy trình của quốc tế rồi anh ạ. À thì như vậy thì vì người ta
rất hiểu là phải dùng như thế thì cái xe đúng đúng đúng, đúng. Giống như đi tiệm với mỗi người phải một kính tiệm. Đây ở đây đây. Thế thì còn một cái công đoạn nữa trong cái lúc lau thì các cái khe này, như lúc đấy mình đã rửa rồi, nó đã sạch cát rồi. Thế nhưng bây giờ ấy là còn một cái nữa là nước nó sẽ đọng ở đây, còn đọng ở đây thì mình phải xử lý nốt những cái vấn này bằng cái là mình sẽ phải thổi xì nó ra. Vâng. Đấy. Thì như vậy thì nếu mà còn có cát mịn, còn có nước thì nó sẽ sạch ở trong cái khe này, mà mình lau như này mình sẽ lau lốt như này. Thì như vậy thì nó sẽ giữ cho mình cái khe kính mà cái khe này nó sẽ đẹp mãi được đấy. À, các xe lâu ngày nếu mà không mà nó hay bị vàng vàng, nó bám vàng ở đây, nó bám thành kẽ này. Đúng ạ, đúng ạ. Chính xác đấy, tại vì mình bỏ qua cái công đoạn này. Thực ra cái giá này so với giá truyền thống thì nó chênh nhau không quá nhiều. Dạ, có thể chiếc xe này giá truyền thống nó chỉ là 70.000 hoặc 60.000 tùy chơi, tùy chỗ. Ở đây là mình tính là 100.000 đến 30.000. Dạ. Nhưng thay vì cái nếu sửa xe truyền thống thì một năm mình phải spa mất 2-3 lần. Dạ, đúng rồi. Thì mình mỗi lần đi rửa xe nó chuẩn đấy. Dạ. Thì suy ra một năm, thậm chí năm rưỡi, 2 năm mình mới đi spa cũng chả sao cả. Vâng, cái chi phí tổng cái chi phí mình phải chi trong vòng 2 năm hoặc tính theo đầu năm. Vâng. Đấy. Ở đây thì có một cái anh cứ làm giúp em ạ. Anh cứ cho làm. Ở đây thì cũng có một chiếc, đây là chiếc này cũng là rửa xong rồi. Màu đỏ. Màu đỏ sơn của Mẹc rất là đẹp, và ở đây có ánh sáng mọi người có thể nhìn. Đây mới chỉ là rửa thôi. Để mình xem qua cái kẽ này, như anh ấy nói. Đã. Chiếc xe này chắc là đi lâu hơn xe mình. Đây là những cái vị trí như thế này. Rồi, xem cái mặt ca lăng xem nào. Mâm là cũng sạch này. Mình đi rửa xe rất kỹ cái phần mâm nó bẩn. Đây. Đấy. Xe đẹp quá, chúc mừng bác chủ. Đâu rồi chiều, bảo khách đầu rồi chiều anh kìa. Đây anh sẽ quay đây, anh sẽ nhìn thấy rất nhiều nước nếu như mình không bỏ qua cái công đoạn này. Rồi. Thì sau cái logo của mình nó sẽ rất là, nó đóng ở đây. Đúng. Và rất khó vệ sinh và nhìn nó sẽ rất là xấu. Để lâu nói chung là cái tốt nhất là mình chuẩn từ đầu thì nó là chuẩn. Vâng, cái xe mới mà mình cứ làm như này thì cái xe của mình nó đi nó sẽ đẹp đẹp đều đặn. Đây cái xe của em trong nhà đấy, gần một năm rồi đấy. À cái GLC của anh à? Vâng. Em cứ tưởng xe của khách. Không, gần một năm rồi. Gần một năm rồi đấy. Ê. Đấy, cứ rửa như này thôi. À GLC là của anh. Vừa khen bác, chúc mừng bác chủ ha, là chủ ngay trước mặt. Gần một năm rồi. Mà chỉ có rửa thôi, chưa cần spa. Không, cái xe đó có phủ ceramic rồi. À phủ ceramic rồi. Dạ, phủ ceramic và sao nước sơn nó bóng thế? Dạ đúng rồi, tại vì là xe của mình mà mình tư vấn cho khách làm ceramic mà xe của mình không làm thì chắc là không ổn. Không ổn, đúng rồi. Đúng không? Và ở đây cái dịch vụ mà phủ ceramic của mình ở đây ấy, thì mình đều có bảo hành cho khách. Bảo hành bao lâu anh? Bảo hành là tùy theo gói khách mua là từ 1 năm đến 5 năm. Ừ. Dạ vâng, thì là cái bảo hành là bảo hành như thế nào thì cụ thể là thứ nhất là bảo hành được cái nước sơn, cái chất lượng của lớp phủ. Cái lớp phủ của mình đảm bảo là nếu như có vấn đề bong chóc thì như một số xe đã đem đến đây làm một chỗ khác, những chỗ khác đem đến đây mình đã phải sửa lỗi lại rồi, đi thời gian bắt đầu nó sẽ bị bong, nó bong ra mình phải sửa lại, thì cái vấn đề đó ở đây là đã hoàn toàn đảm bảo bảo hành. Cái thứ hai em thử cái. Vâng, cái thứ hai, vấn đề thứ hai là một cái điều đặc biệt ở đây nó cũng khác biệt nữa, là cái vấn đề trong cái vấn đề đảm bảo cho khách. Vì khi khách mà mình đã phủ một cái ceramic lên xe thì để thì cái nước sơn xe nó phải đẹp hơn là cái xe mới. Đó là cái điều cam kết. Tức là xe mới của anh này phủ xong nó phải đẹp hơn cái nước sơn xe mới. Đúng rồi ạ. Cái điều đó là chắc chắn. Và cái vấn đề thứ ba nữa là, và khi mà lỡ trường hợp khách cũng rất nhiều khách thắc mắc rằng là nếu mà đi ví dụ chuyện xe ở Việt Nam mình đấy, nó cũng rất là đông xe và cái chuyện mà va quệt là không tránh khỏi. Ví dụ chẳng hạn như cái xe ở đây, cái vị trí anh thấy đấy. Đúng ạ. Nó rồi sẽ bị mất sơn như thế này. Rồi. Nếu mà xe của mình phủ rồi, vâng, thì bây giờ phải xử lý thế nào? Vâng. Thì ở đây ấy, thì cái cách xử lý ở đây là xe này ấy, thì mình sẽ đi sơn lại vì nó vâng bị mất sơn rồi, vâng, để sơn lại. Thế còn lại thì là cái chi phí để làm lại cái chỗ này thì là khách chỉ cần có trả cái tiền sơn này thôi ạ. Thế còn lại là phủ là hoàn toàn là bên này làm bảo hành luôn đấy, miễn phí cho khách luôn, miễn phí, mặc dù là lỗi của khách.
Tinh thần Nhật phết nhỉ. Không, cái đó là mình phải làm để mình như thế mình giữ được, khi mà khách mình đã bỏ ra một cái số tiền không nhỏ để làm đẹp cái xe thì mình phải làm sao phải giữ được cái xe thật đẹp đẹp nhất có thể. Làm từ tâm thì mới có GLC mà đi. Đấy, đúng không? Mình phải làm thế mới chuẩn. Anh Hùng hay đùa nhá. Ok, thật mà. Rồi, ok. Không thể thành công từ những điều gọi là cẩu thả mà đơn giản được. Vâng. Phải từ những điểm rất là cầu kỳ. Lau lốp cái này xe này cho anh nhá. Vâng. Thế sau đấy thì... rồi, còn cái nội thất bên trong đúng không? Anh muốn hỏi cái nội thất lau như thế nào đúng không? Chút nữa thì khi mà quay lại với cái phần lau nội thất thì mình sẽ chia sẻ thêm. Dạ vâng. Vâng. Chắc là chút nữa ra lau để ở đây à? Hay để dạ đây? Không, để đây mình lau luôn. À, để đây lau luôn. Vâng, ở đây tại lau luôn. Thì nếu mà thường cái đông xe mình sẽ lùi tiếp lùi vào trong. Thế còn nếu không thì mình sẽ lau tại chỗ và ở đây mình đi luôn. Vâng. Đi luôn. Thế lau nội thất ở bên trong ấy. Thực ra ở đây mình mới thấy một cái này. Đây là một chiếc xe không được kỳ cọ một cách cẩn thận này. Xước dăm rất nhiều. Vâng ạ, đúng ạ. Thì đây là một chiếc xe là rửa tá hỏa, tá loạn. Tiện đâu rửa đấy. Vâng. Đây, đây, đây. Cái này là xước do lau rồi. Vâng ạ. Thì đây là một cái thực tế này. Hai nữa là anh sẽ nhìn thấy các cái vết ố này. Đây, vết ố này. Vết ố này thì bây giờ mình sẽ phải xử lý bằng cách đánh bóng, mình sẽ không để lau nó sạch được nữa anh. Đúng không? Đấy ạ. Tại vì cái này là do cái hóa chất của mình ấy, như lúc anh chia sẻ. Để em gọi điện. Yến ơi. Yến. Đây anh quay chỗ này nó mới thấy xước rõ này. Khi có ánh nắng này nhìn xước ra rõ này. Đây có cái ánh nắng nó chiếu vào, ánh sáng nó chiếu vào nhìn xước ra rất rõ. Để anh chỉ cho Yến này một chiếc xe, gọi là đây là một bài thực tế này. Vâng ạ. Bạ đâu rửa đấy này. Đúng rồi. Vết xước này. Vết xước. Đúng không? Hai là vết ố, đây là do nước kém này. Dạ. Cái này là do mình sử dụng là thứ nhất là cái hóa chất nó kém nên là sẽ nó bị ố. Vâng. Và hai nữa là nó là ăn mòn cái bề mặt sơn. Này. Anh ơi, những cái vết xước này thì đấy là không để ý thấy dạ, đâu. Vâng. Thì đây là do, vâng. Do đây, cái thứ hai. Đây nữa này. Xe này cũng mới 1 năm đúng không? Vâng. Tí vào so với cái GLC cái 1 năm rửa chuẩn. Đây này. Đây là không được này. Đấy. Thì đây đúng, đây chính là cái đóng đây, đây đây là rất rõ này, nhìn rất rõ đấy. Vâng, đúng ạ. Không rửa đấy là vì mình không rửa chi tiết đấy, nó sẽ có gây ra những cái lỗi như này. Không, thực ra cũng không sao cả, tùy quan điểm đấy. Anh thì anh hơi kỹ tính, chứ còn em coi những cái xe nó chỉ là cái đi thì em cứ phá thoải mái, phá đi. Em không kỹ tính đấy nhưng mà em không để ý ra ấy. Nhưng mà với những cái này bây giờ thì có làm gì được khác không anh? Dạ, cái này mình phải đánh bóng lại chị ạ. Đánh bóng lại rồi lại phủ. Đánh bóng giống như cái xe trong nhà đang làm đấy ạ, cái xe Honda CRV ở trong nhà đấy. Thì cái này về quan điểm dùng xe của mỗi người thôi. Dạ. Muốn như và thế này cũng được, hoặc muốn luôn cái, luôn cái vết này thì vẫn xử lý lại làm mới lại được ạ. Làm mới lại được luôn. Dạ vâng. Thế hôm nay anh làm mới luôn cho em đi. Dạ hôm nay thì hơi không có thời gian. Cái này phải để xe lại và ra. Là khi nào cái xe này mình đánh bóng thì sẽ xử lý lại luôn cái này. Vâng. Thì mình sẽ xử lý lại cái này, mình sẽ làm mới được các cái chi tiết mà chrome này. Anh ạ. Dạ. Trước khi đánh bóng xe này phải đi sơn tương đối nhiều. Dạ vâng, đúng ạ. Gọi cho bảo hiểm. Dạ vâng ạ. Đây ạ, thế đấy, bây giờ cái phần lau nội thất nhá. Vâng. Thì ví dụ như đối với cái xe như thế này thì ở trên xe cái nội thất này nó cũng rất là nhiều khe kẽ. Cái xe này xe mới thì mình không nói làm gì, nhưng cái xe chẳng hạn xe cũ kia ạ, thì mình đi nó sẽ thường là xe cao như, hoặc là những cái anh em mà đi mà thỉnh thoảng là mở cửa xuống đấy, mở cửa kính xuống thì bụi nó vào xe, mà mình là cái bụi nó rất là mịn. Vâng. Đúng không ạ? Thì là nếu mà mình lau thông thường như thế này thì rồi, nó chỉ sạch trên bề mặt này thôi ạ. Vâng. Thì mình phải có những cái chổi khe nhỏ như này. Vâng. Và nó rất là mềm, anh sẽ sờ ở đây nó rất là mềm, nó không có ảnh hưởng gì đến cái chất liệu của cái nội thất của cái sơn xe cả. Đấy. Thế rồi mình sẽ phải vệ sinh, mình phải quét tất cả những cái này trước. Đấy. Mình quét xong, xong mình có cái súng xì khô mình xì vào đây, xong rồi mình mới lau lại cái bề mặt này để cho quét mình... xì lau. Rồi, đấy. thì nó mới sạch được các cái khe kẽ nữa. Rồi. Chứ còn lau bề mặt thì xử lý thì cần một cái khăn này thôi. Thế rồi. Thì nó cũng giống như ở ngoại thất lúc nãy mình chia sẻ cách rửa, thì cái cách lau ở đây cũng thế, phải các cái chi tiết này cũng phải vệ sinh luôn. Rồi. Hùng 30 size là cũng hàng kỹ tính đấy, bởi vì ông cũng làm dịch vụ về cắt tóc mà. Dạ vâng, đúng ạ. Đấy, cắt và chăm sóc da mặt. Ở đây chăm sóc xe giống nhau phết. Ông đến đây là hài lòng, là anh cũng là một cái tin vui cho anh. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Đấy, thì đây là anh sẽ thấy là đây là quy trình là rửa xe hoàn toàn thông thường nhá. Đây nhá, anh thợ đang làm đấy, chứ không phải đây là quảng cáo anh ạ. Vâng, vâng. Thế còn đây là cái quy trình của người Nhật, thì là người ta anh mình biết là người Nhật là nổi tiếng về kỹ mà. Vâng. Và người ta hiểu cái chăm sóc cái xe như nào để cho nó giữ được cái xe lâu dài. Đúng rồi.
mình rửa cái xe xong nó phải sạch sẽ. Dạ. Tức là em kỵ nhất là đi rửa xe mà nó xong bị... nguyên một cái này này. Dạ. Cái bề này vẫn còn nguyên là đất. Vâng. Ở đây thì còn phải rửa là phải cọ cả bên trong này luôn ạ. Đúng rồi, phải cọ bên trong. Vâng, và phải cọ cả cái con ốc này luôn ạ. Đấy, rồi. Thì cái anh xe lấy xe anh mới này. Và cái xe cũ anh sẽ thấy là nếu mà xe cũ nó sẽ bị đóng bờ đây này. Đây, đấy, đây ạ. Đây đây. Bờ vàng vàng. Bờ bờ đây. Đấy. Và cái này đây. Mình cái này mình cũng làm mới được luôn ạ. Đây. Nếu mà rửa bây giờ ấy thì là mình sẽ không rửa được sạch hết. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình là làm mới thì mình sẽ làm mới được luôn. Cái này mình phải tẩy ố lại. Đấy. Dạ, mình sẽ làm. Nhưng mà các cái luôn. Này thì đã sạch rồi này. Vâng. Đấy, cái này rửa bằng mặt ngoài sạch này. Vì nó rửa lâu ngày còn lấy mới mình phải rửa đây thì rửa đến từng cả kể cả những cái con ốc này mình cũng phải rửa luôn. Vâng. Xe của em vậy là xong rồi hả? Dạ. Bên trong cũng làm xong rồi. Dạ, gì vâng. Em? Bên trong. Ủa. Mùi cà phê thơm do. Mùi cà phê thơm. Ừ. Sạch hết. Đấy, rửa cái xe xong nó cũng phải chỗ nào hay là mình. Chỗ nào hay là mình chia sẻ cho mọi người ở lân cận khu vực đấy. Mình đi ấy, thì thông thường biết. Ấy là đây mình sẽ chỉ cho thêm cái này để mọi người có thêm kiến thức lại để chăm sóc xe cho nó giữ xe này cho nó tốt ạ. Thì ví dụ chẳng hạn như là đặc biệt là hai cái ghế của cái ghế lái và cái ghế của mình, và đây là cái vai ghế mình, thì những cái điểm này là cái điểm tiếp xúc nhiều nhất. Vâng. trên khi mà mình sử dụng xe. Vâng. Nên do đó là cái điểm này và cái điểm này là cái điểm mà nó sẽ bị hư nhanh nhất. Vâng. Khi mà mình sử dụng cái xe. Dạ. Thế vậy thì là nếu mà thông thường ấy thì mình sẽ để giữ được cái này nó mới thì mình kể cả 5 năm mình vẫn giữ được. Vâng. Nó không hư, không rách. Thì mình có quy là thứ định kỳ mình lên là đi vệ sinh. Tức là khi mình đi là nó sẽ bám đất. Khoảng bao lâu anh? Thì tùy theo cái điều kiện sử dụng. Ừ. Mà mình không có cố định mình sử dụng nhiều và sử dụng ở những cái vùng khí hậu mà nó bẩn. Ừ. Đấy, thì mình sẽ thời gian bảo dưỡng rửa xe nó sẽ ngắn lại. Vâng, đúng còn rồi. Những cái xe mà mình đi với cả cái ở cái vùng nó sạch. Thứ hai nữa là mình rửa những chỗ tốt thì mình sẽ giữ được lâu hơn. Vâng. Thì vậy thì là cái này mình sẽ vệ sinh, sau đó là mình sẽ bảo dưỡng lại. Thì là mình sẽ dưỡng lên, ví dụ đây là cái này xe này thì toàn bộ trong này nó chỉ là nhựa thôi. Rồi. Nó là gốc nhựa hết, kể vâng. Ghế này nó không phải là da thật. Ừ. Thì mình sẽ có cái chất là mình vệ sinh xong mình sẽ dưỡng lại thì nó sẽ là nó giữ nó làm da, mềm. Đúng không ạ? Nó sẽ làm mềm. Đấy, tay lúc nãy xử lý xong vẫn mềm. À đây, anh không rửa xe đúng không ạ? Anh không rửa nước, quên xin lỗi. Đúng rồi. Có rửa rồi nhưng mà tay nó vẫn mềm. À đúng rồi. Chứ so với cái kiểu như cái nước rửa bát mình dùng á. Đúng rồi, nó khô tay. Thì mình có thể là thấy ngay khô ngay. Khô tay. Cái này tay nó vẫn mềm. Đây là tay anh sờ rồi, rửa xe suốt ngày. Ngoài ra mình dùng cái hương liệu gì mà sao trong xe em cảm thấy nó có cái mùi thơm của cà phê thế? À đúng rồi, ở đây thì có thêm một cái vấn đề nữa là khi mà mình rửa xe xong cho khách ấy, thì mình có xịt thêm một cái gọi là cái hương cà phê. À. Hương cà phê thì ở đây được chiết xuất từ cái hạt cà phê thì cái sản phẩm này là mình sẽ xịt thêm một ít cho khách. Vâng. Để khi mà khách đi trong một vài ngày nó cũng hết mùi thôi. Vâng. Chứ nó không giữ được lâu. Không giữ lâu. Vâng. Nhưng mà khi mình ra mình thấy cái thường này, vì tại sao mình chọn cái hương cà phê ấy, thì thường cái hương cà phê là thì thơm. nhiều người dễ chịu ấy, chấp nhận rồi, ạ. Vâng. Vâng. Thì là sử dụng cái hương cà phê thì thật ra thì nó có rất nhiều loại hương. Hương táo, hương vali, rồi hương dâu, rất là nhiều loại hương. Nhưng mà cái này nhá. Dạ. Ví dụ như em ấy mà ai tự tiện xịt lên xe của em là lần sau em phải nhắc luôn. À, bởi vâng. Vì là cái gì mà em hít vào trong mình ấy vâng. Thì mình phải xác định là nguồn gốc. Dạ, đấy vâng. Là quan điểm. Dạ vâng ạ. Cho nên anh nhớ hỏi khách dạ, vâng trước ạ. Khi xịt. Vâng, nhưng mà thông thường chia sẻ vâng thì ở đây thì dạ. Là tụi em cũng cái đấy là quy trình ấy, nhưng vâng. Mà khi sử dụng ở đây thì tất cả những hóa chất ở đây ấy, thì là cái dung dịch ấy, thì đều có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy. Nên là mà anh cũng biết là chắc chắn là cái hóa chất của Nhật thì nó có mấy cái đặc điểm nổi trội. Bây giờ là thứ nhất là đầu tiên là phải làm đúng để dành cho làm xe. Vâng. Phải giữ cho cái xe nó đẹp. Vâng. Sạch. Cái thứ hai nữa là phải thân thiện với con người. Vâng. Và không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì khi mà mình thao tác với nó một thời gian dài. Vâng. Vâng. Và cái thứ ba nữa là cái đảm bảo cái khi mình sử dụng xong nó tải ra môi trường và vâng. Cũng an toàn với môi trường vâng. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn và cái anh chủ của cái anh chủ Nhật đây này anh vâng. Ấy cũng là khi mà mình nói chuyện với anh ấy để mà nhận để phân phối cái sản phẩm này của Việt Nam ấy vâng. Thì anh ấy cũng chia sẻ luôn nếu những cái sản phẩm này ở Nhật mà không đạt được ba cái chứng chỉ đó thì lập tức là không được sản xuất em được. Hiểu cái và đây mình có chứng chỉ có treo trong kia đấy cái tiêu chuẩn của Nhật đây là dạ. Của Nhật phân phối đấy cái Nhật kể cả châu Âu cũng vậy hay Mỹ cũng vậy dạ, vâng. Họ để cả con người còn ở ông hàng xóm thì
không biết nói thế nào. Vâng. Cứ rẻ mà chơi. Ok, nhưng mà về đây thì có lẽ tương đối là hoàn thiện một quy trình rồi. Một lần nữa rất là cảm ơn anh. Xin phép ngắm chiếc xe của anh này. Đây là một chiếc xe đi một năm, lúc nãy cứ tưởng của ai đấy không dám quay, nhưng mà thôi bây giờ của anh thì xin phép quay kỹ hơn. Vâng, anh cứ quay đây, mọi người cứ đẹp thế nhở. Cái xe này anh đi bao nhiêu vạn rồi anh? Dạ anh bây giờ mới đi được hơn 1 vạn đấy ạ. À hơn 1 vạn, tức là đi cũng tương đối ít mà một năm. Và gần 1 năm đấy ạ, chưa được 1 năm. Đây để xem các cái đây, những cái mà lúc nãy mình học được ngay này, khe kẽ này, logo này, chiếc xe này phủ ceramic rồi. Nếu mọi người ủng hộ thì hôm nào mình lại mang xe mình đi phủ ceramic. Sau đấy là sau 6 tháng, 1 năm gì đấy chia sẻ lại. Đấy anh đấy mà anh sẽ thấy các cái khe kẽ mình phải rửa như thế để giữ được cái xe nó đẹp. Cứ tưởng là xe mới lấy về. Lên hãng mà anh em còn bảo là thấy cái xe của anh mà tại sao nó đặt vào cạnh cái xe trưng bày trong showroom mà nó còn đẹp hơn. Đấy, nó đẹp. Thì bảo có phụ chỉ đơn giản thôi, phủ ceramic thì sơn nó sẽ đẹp thôi, chứ không có gì cả. Cái đầu tiên nó phải đẹp, phủ nó phải chuyển đẹp hơn cái lớp sơn từ nhà máy ra. Cái đó là cái cam kết ở đây. Và ở trong kia có anh hình như có cả may thảm đúng không? Dạ đây ạ, trong này ạ. Đây như anh xem thấy, vâng anh sẽ thấy rằng là đây nhá, ví dụ như cái xe này của mình đây, sử dụng thời gian nó sẽ độ xước cũng ố như này. Rồi. Bây giờ vào mình sẽ xử lý đó, đánh bóng thì nó sẽ đây, cái bắt đầu là cái bề mặt nó bắt đầu là nó bóng lên rồi đấy. Và nó sẽ giống như cái xe mình đang như cái Hyundai Tucson kia đó. À, đúng ạ. Rồi đây là ở cái khu vực này thì là cái khu vực mình là để may ghế, tức là những cái xe của khách khi mà đến đây, ví dụ sử dụng thời gian nó bị hư bị hỏng cái ghế rồi thì mình có thể thay lại toàn bộ ghế cho khách. Rồi còn trong này làm detail. Dạ trong này thì là để mình làm ví dụ như là đánh bóng sơn này. À, phủ ceramic này. Vâng. Và mình làm các cái phần việc nó tương đối là kỹ và lâu, với thời gian lâu thì mình sẽ làm ở trong cái phòng này. Và cái phòng này sẽ được là phòng kín. À, có kính mà mình sẽ làm kín hết. Vâng. Và có điều hòa. Là cái điều hòa này là để cho mình phục vụ khi mà mùa hè là một, thứ hai nữa là đảm bảo được cái quy trình phủ. Tại vì cái quy trình phủ là mình đạt được cái nhiệt độ là nó khoảng 22 độ C. 22 độ C. Và à nó còn phải liên quan đến nhiệt độ nữa. Dạ có ạ, cả nhiệt độ và độ ẩm nữa. Dạ ô. Nghề chơi cũng lắm công phu. Dạ vâng ạ. Thế đấy đấy là cái quy trình thì nếu mà anh sẽ thấy rằng là nếu như mình tìm hiểu về một nghề gì nó mà sâu ấy thì anh sẽ thấy nó rất là thú vị ạ. Đây, còn cái phòng này là rất quan trọng. Dạ, phòng mỗi là phòng này rất quan trọng, làm xong nhớ thanh toán tiền. Đấy. Không, hôm em cũng tình cờ thôi, vẫn chia sẻ lại mà. Vâng. Hôm là rất tình cờ. Đấy, chiếc xe bây giờ đã tương đối là sạch bởi vì bản chất cái xe này cũng sạch rồi, nhưng mọi người có thể nhìn cái xe bẩn đây này thì sẽ thấy rõ hơn. Vâng, cái nhựa nó đấy, cũng bạc hơn ạ. Đấy. À, chia sẻ thêm rằng nhá, vâng, cái nhựa bạc này như cái xe này của mình ấy, ở à, đây cái nhựa cũng, bạc này. Vâng, cũng chăm sóc là phục hồi làm mới lại được ạ. À được. Dạ, đấy. Tức là cũng nhiều phết nhỉ? Dạ, bình thường ở đây là đầy đủ hết ạ. Bình thường thì cũng qua rửa. Dù chẳng hạn như là cái xe của mình nó mới như này nhá, mà muốn nó không bạc như cái xe kia. Vâng. Thì vẫn giữ nó mới này, kể rồi, cả sau 1 đến 2 năm sử dụng. Ở đây làm được hết. Nhưng mà ở đây nó có một cái là đây. Ở đây có một cái là cái cốp này em để hơi thấp bởi vì dạ, vâng, cái hầm của em để thấp cho nên để nước hai. Vâng. Thì cho nó lên. Anh gần cho chạy lên. Cho nó lên. Vâng. Thì ở đây bạn nhân viên là ngoài cái việc là lau này, vâng, thấy cái đồ của mình bẩn ấy, dạ, cũng lau luôn thì cái vâng, đấy là mình đánh giá rất là cao. Dạ, bình thường là đồ không có liên quan thì cái này thì đáy của nó thì kệ nó thôi. Vâng. Ở đây thì cũng chia sẻ thêm với anh là em cũng đối với một chiếc xe ấy, vâng, thì cũng có một số đồ, dạ, mà với em nó không thể thiếu, nó nằm dạ, ở dưới đây này. Ví dụ à, như một vài cái đồ này. Đấy, 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 đấy. Đấy, đấy mà mình đi gọi là mình cũng bất chấp luôn, dạ, gọi là không phải lo. Dạ. Đấy. Rồi thì để phục vụ nhanh cái xe, bơm xe, lốp xe. Đấy, đấy, một vài đó, cái nữa để phục vụ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ở một cái video tiếp theo. Dạ. À, bây giờ thì chiếc xe cũng đã vệ sinh xong rồi. Thì một lần nữa cảm ơn anh. Mà bây giờ em mới xin phép hỏi tên anh. Dạ. Sáng là em search trên web, bấm điện thoại qua hotline. Dạ vâng ạ. Đấy. Thì mình thật sự là mình tên là Vinh. Anh Vinh. Vâng, thì mình thì ở đây thì làm cũng có chia sẻ với Hùng rằng là mình cũng ít có giới thiệu tên lắm, tại vì vâng, là mình cứ mình làm thôi, và nếu như mà khách mà thấy cảm thấy tốt thì đây quay lại ủng hộ mình. Vâng, đây nhá. Dạ. Cho lịch sử cuộc gọi. Dạ. Có lịch sử cuộc gọi AO, lúc là em gọi là em sắp đến, nhưng buổi sáng là em search trên Google. Và em không nhớ tên anh bởi vì lúc đấy nói chuyện không rõ, rửa xe Nhật Bản Mr. Dạ Vinh. Anh Vinh. Dạ, bây giờ thì xin phép là tên là Vinh ạ. Là điền tên Mr. Vinh. Vâng, và đây logo vâng, của mình luôn là tên mình luôn trên. À, em cứ thắc mắc cái VZ này là gì? Lúc dạ, đầu lại cứ nghĩ rằng VZ này không phải máy bay ạ. VZ này là cũng chia sẻ thêm với anh em một chút xíu là chữ VZ này là VZ của 3 chữ tiếng Anh là Job Excellent Health. Rồi rồi rồi. Gạch lối. Rồi. Rồi,
dạ, em hiểu rồi. Vì excellent sale đấy đúng không? Ok. À, nếu mà công việc thì tốt, ý tưởng tốt mà chia sẻ với nhau thì chúng ta cùng phát triển. Đấy. Nên như thế anh ạ, dạ. Đúng không? Anh em mình chia sẻ hết. Dạ. Đó, bây giờ chiếc xe đã sạch rồi. Vâng. Thôi một lần nữa là cảm ơn anh. Dạ, vâng. Và cũng xin phép là chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong một cái video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Hùng nhé, cảm ơn cái team của anh Hùng dạ. Hôm nay đã có dành thời gian đến chia sẻ với mọi người về cái quy trình rửa xe, chăm sóc xe của Nhật Bản, của VZ. Và rất là cảm ơn. Và nếu như mọi người mà cảm thấy cái gì chưa hài lòng thì cứ phản hồi giúp mình vâng. Và bên mình hoàn thiện hơn. Cái gì tốt là mình phải chia sẻ dạ. Vâng, cảm ơn anh dạ. Vâng.